Thưa quý vị, thưa các bạn, để tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các thí sinh bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020, thì trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã chủ động triển khai các phương án, các kế hoạch phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông tại các địa điểm thi. Bên cạnh đó, thì nhiều kế hoạch hỗ trợ cũng đã được bố trí nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh đến dự thi. Những gì đã diễn ra tại Hà Nội là một ví dụ cụ thể. Ngày thi đầu tiên rơi vào ngày cuối tuần nên lượng phương tiện tham gia giao thông không nhiều. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông chi đoàn cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng không chủ quan, đã túc trực từ 6 giờ 30 phút sáng để đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông. Do dịch bệnh đang quay trở lại nên ngoài bút, nước uống thì khẩu trang và nước rửa tay được lực lượng cảnh sát giao thông bố trí thêm để phục vụ cho các sĩ tử. Tại địa bàn quận Đống Đa thì có hiện tại có 7 điểm thi. Và đội cảnh sát 3 cũng vẫn đảm bảo đầy đủ các vị trí, các điểm chốt chặn và các thứ dân tra để đảm bảo sao cho cái phương tiện tham gia được đi được thông suốt và an toàn. Ngoài việc phát nước cũng như là bút và các đồ thiết yếu ra thì chi đoàn đội cảnh sát 3 cũng đã chuẩn bị các khẩu trang để phát cho phụ huynh như học sinh khi mà đến điểm thi ta quên mất chẳng hạn thì phát cho người ta để đảm bảo cho cộng đồng xung quanh, mọi người xung quanh đón chờ con em mình. Cảnh sát giao thông được từ sáng sớm đi lại rất là dễ dàng. Ngày đi làm việc đầu tuần ấy là cũng lo là tắc đường, đưa con đi là nó nhiều cái đường đông đi nó sẽ lâu hơn. Để san sẻ nỗi lo với học sinh và phụ huynh, lực lượng cảnh sát giao thông đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tăng cường thêm các lực lượng tại các cửa ngõ, nút giao để không xảy ra tình trạng ùn tắc vào ngày bình thường. Có những trường hợp là học sinh là ngủ dậy muộn và có những học sinh là đi đến không chưa kịp giờ và lực lượng chức năng của đội giao thông số 6 đã tiếp sức là dùng xe mô tô chuyên dụng có thể là chở đến đúng vị trí. Ngày thứ hai thì chúng tôi đã có ý kiến xin ban chỉ huy đội ý kiến thôi là sẽ cắm thêm người chốt chặn các điểm nút giao thông trên dưới ngã tư và quanh khu vực thì tăng cường thêm người để phân luồng và hướng dẫn cho người nhà học sinh sẽ được. Từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, phòng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an quận và huyện tổ chức điều hòa giao thông tại các địa điểm tổ chức kỳ thi trung học phổ thông để kịp thời giải quyết các sự cố về giao thông, tạo điều kiện cho các thí sinh, giáo viên và các xe vận chuyển đề thi, bài thi đến địa điểm thi an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng kêu gọi nhân dân chấp hành tốt luật lệ giao thông đường bộ, giúp đỡ lực lượng cảnh sát giao thông tham gia bảo vệ kỳ thi an toàn.